Vâng, đây giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn. Giàn cần thăng có 3 cây. Vâng, lô cần thăng này có 3 cây. Đồng giá nhé, 500.000 một cây. Giàn 46. 650.000 một cây có 3 cây. 500.000 một cây đúng không? 650. 650.000 một cây. Đây có 3 cây. Sáu trăm rưỡi một cây nhé quý vị ạ. Anh em nào mà ưng cây nào thì cứ chụp hình lại màn hình nhé, chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua Zalo số 0399903128. 650.000 một cây. Đây chỉ có cây này là có giá là 600 thôi. Cây này hoành 32, cao 22, tán 20. Bảo anh em cây này 700. 700 à? Cũng 700 à? 700. Đây rành rành nhá. Cây rành rành này. Ba mươi sáu, cao 30, tàn 20. Bảo anh em 1 triệu. 1 triệu. Cây đầu hành 23, cao 25, tàn 20. Bảo anh em 700. Rồi. Hoa Nguyệt Quế. Nguyệt Quế này. Hoành 34, cao 35, tàn 75. Bảo anh em cái này 5 triệu. Đây là cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy này. Trông thanh tơ nhỏ chỉ này. Vâng. Thanh tơ nhỏ chỉ. Cây này hoành 10, cao 43, tàn 54. Bảo anh em 3,5 triệu. Ok. Cây này đắp kiểu cảnh đẹp. Kiểu nó có cái tay bay. Tay bay. Đúng anh. Thùng nhỏ đắp kiểu cảnh rất hay. Trông nó hồn nhiên. Có hồn. Đây một cây mai cổ nữa. Cây này hoành 62, cao 39, tàn 70. Đang ra rất nhiều hoa thơm phức. Ừ. Cây này báo anh em 8 triệu. Đang ra hoa thơm phức, hoa thì trắng tuyết. 8 triệu nhé. Cây anh. Đây có cây mai chiếu thủy, à cây thông đen Nhật Bản. Hoành do sát là 18. Cao 55. Tàn 50. 28 triệu. Báo 28 triệu. Ok. Rồi, ở đây hợp tác xã có một lô hàng mini 4 cây này. Cây thứ nhất này. Đồng giá 1,5 triệu nhá. Hoành 30, cao 12, tàn 28. 1,5 triệu là cây thứ nhất này. Cây thứ hai này. Hoành 20, cao 18, tàn 28. 1,5 triệu. Cây thứ ba này. Hoành 20, cao 16, tàn 30. 1,5 triệu. Cây thứ tư. Hoành 20, cao 18, tàn 30. 1,5 triệu. 4 triệu. Vâng, đây có cây xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền. Cổ kính, dáng làng rất đẹp. Vừa mới tuốt hết lá ra đây. 33. 20. 45. Tàn. Cây này báo anh em là bằng 20 triệu. 20 triệu. Rồi, đây cũng có 4 cây mai chiếu thủy nhá. Cũng đồng giá 1,5 triệu. Hoành 25, cao 15, tàn 30. 1,5 triệu là cây thứ nhất, cây thứ hai này. Hoành 25, cao 10, tàn 20. 1,5 triệu. Hoành 20, cao 19, tàn 30. 1,5 triệu. Cây thứ 4.
hoành 26, cao 17, tàn 30 cũng 1,5 triệu. Ok anh. Vâng, đại hợp tác xã có một cây hoa đỗ quyên Nhật Bản. Lùn lực, hoành 40, cao 28, tàn 44. Cái này đang ra rất là nhiều răm. Cái này báo anh em 18 triệu. À, 18 triệu. À, đây có một lô dành dành này. Cao 22, tàn 35. Về này báo 1 triệu. Cao 26, tàn 30. Cây này cũng 1 triệu. Đây cây gì anh? Phong cách. Vâng. Dáng dư tiệu. Anh về lâu lâu và cứ bình tĩnh rồi. Thế cây này báo anh em 800. À, 800. Cần thăng. Hoành 10, cao 25, tàn 25. Báo anh em 500. Vâng. À, đây vọng cách tiếp. Giá rất là điệu. Cái này 1 triệu. Cái này 800. Đây cây si. Cao 35. Tàn 50. Cái này báo anh em 500. Đây cây cần thăng. Hoành 30, cao 20, tàn 20 cũng 500. Vâng, cây mai chiếu thủy cổ. Kín bóng. Hoành 50, cao 32, tàn 60. Cây kín bóng, quay kỹ anh em coi. Hoa trắng thơm phức. Cây này báo anh em 10 triệu. Nó cái hình con quái thú gì ấy nhỉ? Nhìn bóng đẹp không? 10 triệu. 10 triệu. Rồi. Đây cái mai chiếu thủy, à cái hồng ngọc mai. Cái mộc hồng ngọc mai này họ chốt. À. Tùng. Tùng La Hán này, tùng kim cương. À tùng kim cương. Tùng kim cương nhá. Hoành 30, cao 56, tàn 70. Anh em vừa cắt chỉnh này lá. Cái này báo anh em 16 triệu. 16 triệu. Vừa cắt xỉnh. Ok anh. Si. Trắng. Si trắng, si da báo. Đợi anh tí. Alo. À, con đi giày và đi xong rồi chú Trung chú ra chú chở con đi làm à đi học à đi lên sân đấy. Vâng. Rồi, tiếp tục. Hoành 38 nhá. Hoành 38 rồi. Hoành 38. Anh đo cái tàn. Tàn 80. Cao là 58. Cây này báo anh em 8 triệu. 8 triệu cây si ra báo. Tiếp cây lộc vừng. 3 cây. Đo một cây. 40 này. Cao 44. Tàn 42. 2 triệu một cây. Đây có 3 cây nhé, 2 triệu một cây nhé. Anh em ưng cây nào cứ liên hệ 0399903128. Đây có cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai này. Khoảng 20, cao 25, tàn 30. Báo anh em 550 này. Đang ra hoa này.
550. Ok anh. À bây giờ ta đi loạt này đi. Lít sam. Quanh 16. Cao 30, tán 60. Báo anh em 500. 500. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 cây. Vâng, 8 cây mai. 8 cây mai yếu thủy anh em nhé. Đồng giá là 500 một cây. Vâng, đồng giá ok. Cây thứ nhất này. Quanh 20. Cao 30, tán 36. Thôi không phải đọc đâu. Ừ. Em sẽ quay. Sau đó anh em xem nhá, xem một loạt nhá. Đây. Cây thứ 1 này, cây thứ 2 này. Anh em ưng cái nào thì cứ chụp hình lại. Cây thứ 2 cũng chụp 500 lại cái màn hình. Cây thứ 3 này. Cũng 500 này. Cây thứ 4 này. Cũng 500. Cây thứ 6 này. Cũng 500. Cây thứ 7, cây này có chậu thôi cũng đã bảo anh em 500 là 500 nhá. Ok. Cây thứ 8. Cuối cùng là cây thứ 9. Đó. 500 cây, đồng giá 500 một cây. Ok. Đây. Đây là tùng cối à? Tùng cối đây. Bóng đang mịn tít đây. Cây rất quái đây. Một người B. Cao 35. Tàn 40. Cây này báo anh em 1 triệu. Cây mốc mai này nữa. Cổ kính. Rồi, tiếp một lô hồng ngọc mai đây. Có 2, 4, có 5 cây hồng ngọc mai này. Cây thứ nhất này. 500 này. Đồng giá 500. Ừ. Cây thứ 2. 500. Cây thứ 3. 500. Cây thứ 4. 500. Cây thứ 5. 500. Cây thứ 6 là cây linh sam. Cũng 500. Cũng 500. Linh sam hạt gạo nhá. Sam hạt gạo chứ phải linh sam. Cây ổi. Mười chín. Cao 30. Tàn 40. Cái này báo anh em 800. 500 à? Cái mai này hoành 23. Cao 30. Tàn 40. Báo anh em 500. Đây anh, lô này. À đây, cây tùng này, chưa báo đâu. Cây tùng kim cương anh em nhá. Quanh 46. Cao 70. Tàn 82. Báo anh em 6,5 triệu. Kim cương này là kim cương mình đấy chứ nhỉ? Kim cương Đài Loan. Đài Loan à? 8 triệu rưỡi à? 6 triệu rưỡi. Rồi, ok. Lộc vừng này. Quanh 37. Cao 30. Tàn 26. Báo anh em 2,5 triệu. Cây rất bày thoáng đáng. Anh em là kỹ thuật viên vừa đi dây. 2,5 triệu. Cây này cũng 2,5 triệu. Cây này hoành 30. Cao 32. Tàn 35. Cây này cũng 2,5 triệu. Cây chuối này họ chốt rồi. Họ chưa đến đó. Bỏ qua thôi. Tiếp theo cái lục vừng nhé. Cây này hoành 52, cao 30, tàn 20. Cũng 2,5 triệu. Rành rành. Rành rành quái này. Cây này báo anh em 1 triệu. Chất chưa? Đấy. Cái này, cồn, rêu, thay vào cái chậu. Lộc vừng. Cổ quê. 50. Cao 40. Tàn 38. Cái này báo anh em 2,6 triệu. 2,6 triệu. Đây còn mấy cây này báo nốt đi anh. Quyền. Đây đội quyền. Tiếp theo là cây quyền. Đội quyền Nhật Bản. Cao 58. Tàn 65. Cây này báo anh em 18 triệu. Cũng 18 triệu. Đang ra bật rất nhiều lọc. Ừ. Ok anh. Chuối.
dưới bonsai. Trồng chậu 40 này, hơi to. 30 này, cao 42, bán em 600. Tùng cối. Tùng cối. Cao 34, tàn 50. Cây này báo anh em 2 triệu. Rồi, ok, chấm hết, kết thúc. Cần xong. Báo rồi. Báo rồi. Okay. Hai cây này báo rồi.